Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để cắt cái ống nhựa này để xử lý trường hợp ống nhựa này nó hư hoặc là bể đó. Ở cách này thì mình không thể nào dùng lưỡi cưa để cắt được, hoặc là dao kéo cắt ống không thể sử dụng được. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo mà mình đã sử dụng rất là hay. Mẹo này mình sử dụng cách đây hơn 10 năm rồi đó. Nay bỏ nghề cho nên chia sẻ lại các bạn. Đây là mình dùng sợi dây cáp của cái dây thắng xe đạp đó nha các bạn. Đấy. Thì mình sẽ luồn xuyên qua cái ống này và mình kéo thì nó sẽ đứt. Nhưng mà hiện tại sợi cáp nó đang thẳng này, cho nên mình cần phải uốn cong nó lại theo cái đường này. Và chỉ cần sử dụng một lần như vậy là các bạn cất cái này luôn, nó như là một cái dụng cụ thi công của các bạn. Muốn uốn cong á thì các bạn sẽ dùng cái đèn khò. Mình sẽ khò nó nóng đi thì nó sẽ tự cong nhé các bạn. Trước đây mình làm nghề nước thì mình rất hay sử dụng cái khò, nó được rất là nhiều việc. Còn sợi dây cáp này nếu các bạn không có khò nóng mà các bạn uốn thì hơi bị khó nhé, rất là khó. Nè, nóng là uốn được và nó sẽ giữ cố định như vậy luôn. Các bạn cố gắng uốn làm sao để cho nó cong theo cái được cái tầm ống nha, thì sau này em sử dụng rất là dễ. Các bạn đang xem clip mà thấy hay thì hãy chia sẻ cho các người khác biết nhé. Đồng thời nhấn đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mà mình biết, mà mình thấy nó hay và có thể áp dụng trong cuộc sống một cách tốt nhất để cho các bạn tham khảo. Tất nhiên những clip mình làm thì có người biết, có người không biết. Đấy. Chủ yếu mình để giúp đỡ nhau và chia sẻ để mọi người cùng học hỏi nhau thêm thôi, trao đổi với nhau. Các bạn thấy hay gì đó thì nhớ bình luận dưới nhé, hoặc là ai có cách nào hay hơn thì bình luận dưới video để mọi người tham khảo. Đấy. Mình khò nó cong thế này là được rồi các bạn. Tại vì khi mình luồn á, mình luồn thì nó sẽ tự bo theo cái ống và nó trở ngược lên. Còn nếu không làm thế này á, các bạn để kiểu này và chọt nó qua rồi đi lấy được cái sợi này lên thì cực kỳ khó khăn. Hiện tại đây á, cái mình đang giả sử trong cái môi trường là có hai ống bên cạnh nó đang cố định và đi hẹp như thế này luôn. Đấy. Hoặc là ống sắt hoặc ống nhựa. Có một số bạn thì trước đây á, là cắt luôn ống này để xử lý ống này. Nếu gặp trường hợp ống này ống phân thì chắc là lãnh đủ luôn. Đây, các bạn thấy nha, nó nguội nè. Mình sẽ bo để cong nó xuống. Thấy không? Nó sẽ lật lên liền, rất là nhanh. Đây, làm lại các bạn. Các bạn, đấy, thấy chưa? Để thẳng nó xuống. Đấy, nó lên cho mình luôn, rất là nhanh luôn nha. Rồi, bây giờ cắt nè. Cắt thì các bạn sẽ cầm nó dài lên một xíu, cầm khoảng 50 phân, cách khoảng 50 phân. Rồi, chúng ta sẽ xác định cái chỗ vị trí cần cắt và kéo căng lên nhé, kéo căng lên. Đây các bạn, mình kéo này, mình kéo như vậy là cái sợi cáp này nó nóng và nó sẽ tự cắt cái ống nhựa mà không hề ảnh hưởng các ống nhựa bên quanh xung quanh. Các bạn thấy nó đường đi đó. Bạn nào không quen thì có thể kẹp vải nha, cuốn vải vô tay mà kéo chứ không sẽ đau tay. Và khi đã cắt thì chúng ta phải cắt liên tục. Rồi, nó đứt rồi đấy.
Nó đứt. Như vậy chúng ta cắt thêm một đường bên này nữa và chúng ta sửa lại rất dễ dàng. Cái sợi cáp này các bạn, khi mình cắt xong thì mình nên cất lại và bỏ trong cái giỏ sắt của mình nhé, để sử dụng cho những trường hợp khác. Sợi dây cáp này có thể cắt đứt sắt, nhôm này kia đó, gỗ này kia nó cũng cắt đứt luôn. Thì nó dựa trên nguyên lý mà cái này nó tạo nhiệt và nó cắt cái kia. Nhiệt cái này tạo ra thì được làm nguội liên tục, còn nhiệt tại vị trí này á, thì không được làm nguội, cho nên nó sẽ bị đứt. Đấy, sắt cũng bị đứt luôn. Có một số người phạm nhân người ta dùng sợi cáp, sợi xích này kia, người ta cắt sắt, cắt xong sắt để vượt ngục là như vậy đó các bạn. Rồi, các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like nhé. Và đồng thời nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip chia sẻ mới của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.